Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Hòn Đất thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các đối tượng khai thác vận chuyển khoáng sản đất trái phép trên địa bàn huyện Hòn Đất. Trong những ngày đầu tháng 7 năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ma túy môi trường Công an huyện Hòn Đất phối hợp với lực lượng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang và Công an xã Bình Giang, huyện Hòn Đất kiểm tra xử lý 3 vụ khai thác vận chuyển khoáng sản đất trái phép. Trong đó phát hiện có 10 đối tượng thực hiện hành vi trái pháp luật. Tang vật gồm 9 xe cuốc, xe ủi, xe tải, 2 xà lan, 1 ghe sắt và 35 mét khối đất. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát Đường thủy Kiên Giang phối hợp với Công an các huyện tiến hành kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa. Trong đó, đối với phương tiện vận chuyển đất trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn Hòn Đất nói riêng, thì đã phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển không có cái hóa đơn chứng từ, không có xuất xứ về nguồn gốc. Hiện nay, tình trạng khai thác vận chuyển và mua bán đất trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh. Một số đối tượng đã tiến hành mua đất ruộng của người dân với số tiền vài chục triệu đồng trên một công, sau đó thực hiện việc khai thác đất trái phép để bán kiếm lời. Tính từ đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện 10 vụ khai thác vận chuyển, mua bán đất trái phép. Các lực lượng chức năng tiến hành xử lý vi phạm hành chính một vụ, khởi tố hình sự một vụ. Số vụ còn lại đang điều tra làm rõ. Và hiện nay, đối với cái phương tiện vận chuyển đất vẫn còn lưu hành ở trên các cái tuyến sông kênh địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng đang còn diễn ra. Và chúng tôi tiếp tục để kiểm tra và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, đối với các hành vi vi phạm về khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép khoáng sản, ngoài việc bị xử phạt hành chính theo quy định, thì người thực hiện hành vi khai thác khoáng sản thu lợi bất chính sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.